nhận định soi kèo Scotland với Ukraine, 1 giờ 45 phút ngày 2 tháng, bán kết play-off vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, sân Hampden Park. Nhà cái chỉ xét kèo âm 1/4 dành cho Scotland, đây là mức kèo chỉ thể hiện được đôi chút lợi thế về sân bãi, còn về chuyên môn không có gì quá nổi bật. Về phong độ, họ cũng đặc biệt gây ấn tượng ở giai đoạn cuối vòng loại bảng bằng mạch toàn thắng liên tiếp 6 trận. Trong khi đó, ở phía đối diện, Ukraine cũng đã kết thúc ở vị trí thứ hai vòng loại để có vé ở vòng play-off này. Tuy nhiên, nếu xét về mặt thành tích so với Scotland, dĩ nhiên là đại diện Đông Âu không thể hiện ấn tượng bằng. Cụ thể như tính cả giai đoạn vòng loại, họ đã chơi tổng cộng 8 trận mà chỉ giành được 2 chiến thắng. Tuy nhiên, không hẳn vì thế mà niềm tin cho Ukraine đã không có. Vấn đề là trong điều kiện như vậy nhưng họ vẫn có đủ thời gian tập trung và huấn luyện, thậm chí còn chơi 2 trận giao hữu ngay trước trận gặp Scotland và đều đạt được kết quả tốt. Tuy không nói lên gì nhiều về chuyên môn khi đối thủ đều là những câu lạc bộ yếu, nhưng cũng cho thấy diễn biến tích cực về mặt tinh thần và thái độ của họ. Chính vì lẽ đó mà đây được dự báo sẽ là thử thách lớn với Scotland ở trận tới. Trên thị trường, nhà cái cũng thể hiện quan điểm tương tự khi chỉ xếp kèo âm 1/4 dành cho đội chủ nhà. Rõ ràng đây là mức kèo chỉ thể hiện được đôi chút lợi thế về sân bãi, còn về chuyên môn cũng không có gì quá nổi bật. Vậy nên, Ukraine mới thực sự là cái tên để trông đợi. Trong khi đó, ở phía đối diện, Ukraine cũng đã kết thúc ở vị trí thứ hai vòng loại để có vé ở vòng play-off này. Tuy nhiên, nếu xét về mặt thành tích so với Scotland, dĩ nhiên là đại diện Đông Âu không thể hiện ấn tượng bằng. Cụ thể như tính cả giai đoạn vòng loại, họ đã chơi tổng cộng 8 trận mà chỉ giành được 2 chiến thắng. Nở đáng tin hơn.